Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chiếc xe cần cẩu múc cát và chiếc xe ben siêu to khổng lồ đi tìm một chiếc xe cẩu múc cát siêu bự luôn nha các bạn. Rồi bây giờ chiếc xe cẩu múc cát này sẽ vào trong này đào tìm nha các bạn ơi. Let's go nào. Rồi di chuyển vào các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đào tìm ở đây nha. Wow. Xe chúng ta đã mối lên được cái gì rồi kìa các bạn ơi. Wow, đây là cái gì đây? Wow, mối ra nào bạn ơi. Xe cẩu chúng ta làm việc rất là khỏe luôn. Wow, mối ra nào. Wow, xe của chúng ta đã môi ra được hai cái gì nè các bạn ơi. Wow, đây là cái gì đây? Wow, đây giống như một cái cabin các bạn ơi. Một cái cabin nha, rất đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để đây nha. Còn bên này là cái gì đây? Wow, đây là một cái bánh xe các bạn ơi. Rất đẹp luôn các bạn. Rồi mình sẽ để bánh xe đây nha. Rồi ok, tiếp tục nào xe cẩu cát ơi. Rồi xe cẩu của chúng ta lại moi chúng cái gì kìa các bạn ơi. Wow, hình như đây là một cái bánh xe các bạn ơi. Đúng rồi, đây là một cái bánh xe nữa. Rồi tiếp tục nào xe cẩu cát ơi. Wow, xe đang moi lên cái gì kìa các bạn ơi. Wow, cái gì đây? Ôi, cái cây này cây gì đây các bạn? Wow, cái cây gì mà dài quá đi. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây luôn. Đó, rất đẹp luôn. Rồi, tiếp tục nào xe cổng cát ơi. Wow. Xe cẩu chúng ta đang đào tiếp tục các bạn ơi. Wow, đây là cái gì đây? Wow, đây là cái gì đây các bạn? Cái cây này cũng giống với cái cây này nè các bạn ơi. Wow, chúng ta đào thấy hai cây rồi nha. Rồi tiếp tục nào xe cẩu cát ơi. Wow, xe cẩu cát chúng ta đi làm việc rất là hay luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Xe chúng ta di chuyển rất là hay luôn. Wow. Xe đào chúng cái gì kìa các bạn ơi. Wow. Xe chúng ta đào chúng cái gì kìa. Đây nè các bạn ơi. Wow, đây cái gì đây. Wow, cái gì đây? Ôi, cái gì đây các bạn ơi? Wow, cái gì bự quá các bạn ơi. Đây, cái này là cái gì đây? Wow, một cái cabin các bạn ơi. Nhìn giống như mặt một cái siêu nhân vậy đó. Nhìn giống robot không các bạn. Đây, đẹp quá. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục làm việc nào các bạn ơi. Wow, xe cẩu chúng ta di chuyển qua chỗ khác rồi. Wow, rồi, chuyển hướng qua bên này các bạn ơi. Xe chúng ta di chuyển qua bên này làm việc nha. Xe đang đào cái gì kìa các bạn ơi. Ở đây có rất là nhiều cái món gì luôn các bạn. Kìa xe đang đào lên kìa các bạn ơi. Có rất nhiều món linh kiện luôn các bạn ơi. Wow. Đào lên nào. Wow, xe đã môi lên được rồi các bạn ơi. Wow, cái này cái gì đây? Lại là một cái bánh xe các bạn ơi. Lại là một cái bánh xe rất là bự luôn. Có 3 cái bánh xe luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào xe cổng cát ơi. Wow. Xe đang leo lên trên dốc luôn các bạn ơi. Và đang tiếp tục đào kìa. Môi lên được các bạn ơi. Wow, nặng lắm các bạn ơi. Cái này cái gì nặng lắm nè. Wow, rất là nặng luôn các bạn ơi. Cái này là cái gì rất nặng luôn. Wow, để mình xem coi. Cái này là cái gì rất nặng nha các bạn. Đó, xe sắp môi được rồi các bạn ơi. Wow, xe sắp môi được rồi. Xe đang môi lên kìa. Wow, cái gì đây. Wow, cái gì đây. Môi lên nào. Cố gắng lên bạn ơi, sắp môi lên được rồi. Môi lên nào. Wow, lôi ra luôn nào. Wow, mình lôi lên luôn, đúng rồi. Wow, các bạn ơi, nguyên một cái cabin luôn nè, có thân xe nữa. Ôi, xe này nhỏ các bạn ơi. Mình biết rồi, đây là cái chiếc xe này là xe trộn bê tông nè các bạn ơi. Xe trộn bê tông nhỏ nha, nhưng mà xe đang bị thiếu mất cái bồn trộn bê tông rồi. Rồi, bây giờ để xe cẩu tiếp tục làm việc nào. Tiếp tục làm việc ở trong cái đống này, chúng ta sẽ tìm kiếm tiếp những món linh kiện nha. Có một chiếc xe cẩu múc cát siêu to siêu bự bị mất tích ở trong đây luôn. Nhanh lên nào bạn ơi. Wow, bạn nó đang tiếp tục đào bên này các bạn ơi. Wow. Bạn nó lại moi chúng cái gì kìa các bạn ơi. Các bạn ơi, bạn nó lại moi chúng cái gì kìa. Để xem coi. Nó đang moi chúng cái gì các bạn ơi. Đó. Cái này là cái bánh xe nữa các bạn ơi. Wow, như vậy là đủ 4 bánh xe này các bạn. 1, 2, 3, 4. Rồi, tiếp tục nào bạn ơi. Wow, bạn nó lại tiếp tục vào trong này đào nha các bạn. Bạn nó đang đào kìa các bạn ơi. Nó đang moi ra các bạn ơi. Nó đang moi đất cát ra các bạn ơi. moi trúng cái gì các bạn ơi, mình thấy gì trắng trắng kìa các bạn ơi. Để nó moi trúng cái gì mà gì trắng trắng kìa. Thôi để mình coi coi bạn nó đang moi trúng cái gì kìa các bạn. Wow. Wow 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 wow. Wow. Oh. Mọi lên bạn ơi, cố gắng lên nào, cố gắng lên nào, mọi lên nào. Lối lên nào. Wow. Ok, bạn đã moi lên được rồi. Ôi cái này cái gì đây? Cái này cái gì đây các bạn? Cái này là cái gì đây ta? Mình biết rồi. Đây là cái đồ trộn bê tông nè các bạn ơi. Cái đồ trộn bê tông của chiếc xe nè. Giờ bây giờ mình lắp vô luôn các bạn. Wow, một chiếc xe trộn bê tông. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe trộn bê tông vô đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã tìm thấy được một chiếc xe trộn bê tông các bạn. Rồi, tiếp tục làm việc thôi xe cẩu múc cát ơi. Rồi, bạn đó đang đào chỗ này nha các bạn. Để xem coi bạn đó đang sẽ đào trúng cái gì nha. Wow, mỏi lên nào. Mỏi lên bạn ơi, mỏi lên nào. Wow. Rồi, để coi bạn đó lôi ra cái gì nha các bạn. Để xem coi nào bạn đó sẽ lôi ra được cái gì nha. Rồi, sắp moi được kìa các bạn ơi. Mỏi lên nào. Wow, 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 wow. Để mình xem coi cái này là cái gì đây các bạn. Các bạn ơi, cái này là cái gạo múc cát mà các bạn. Nè, cái gạo múc cát giống không các bạn? Đây là cái gạo múc cát nha. Wow, vậy là chúng ta sắp tìm được chiếc xe cẩu múc cát rồi đó các bạn. Đây, đây là cái gạo múc cát của chúng ta nha. Wow, rất là nhiều linh kiện xe luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào xe cẩu múc cát ơi. Xe cẩu múc cát chúng ta đang tiếp tục di chuyển vào trong cái đống cát rất là to này nha các bạn. Rồi, để xem vào nào. Đó, nó đang làm việc bên này nha. Đó, bây giờ nó đã di chuyển vào hướng bên này rồi. Rồi, bắt đầu để xem nào. Wow, wow, bạn nó đang moi lên được cái gì các bạn ơi. Kìa kìa kìa, wow, các bạn ơi. Wow, cái gì đây? Wow, để bạn nó moi ra xem nào. Cái này là cái gì đây, bự quá các bạn ơi. Wow, wow, wow. Cái này cái gì đây? Bự quá kìa các bạn. Cái gì đây? Lôi lên nào bạn ơi. Wow, lôi lên luôn. Cái này là cái gì đây các bạn? Wow, cái gì bự quá. Hình như đây là một cái thân xe các bạn ơi. Đây là một cái thân xe nè, rất là to luôn các bạn ơi. Nhưng mà trong đây mình thấy còn cái gì nè các bạn ơi. Đây, còn cái gì trắng trắng nè. Để bạn đó cào đất ra để mình xem coi này cái gì nha các bạn. Wow, cào đất ra nào bạn ơi. Mình xem coi cái gì đây. Cái gì mà trắng trắng này các bạn. Wow, nè 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 đó. Wow, nó đang múc đất ra các bạn. Múc đất ra đi bạn ơi. Mình xem coi cái này là cái gì nha. Rồi, đây là một cái miếng gì đó trắng trắng các bạn ơi. Bây giờ để mình sẽ thử lấy này ra coi các bạn. Mình lôi ra coi các bạn. Wow, cái gì đây? Wow, nặng quá các bạn ơi. Cái này là cái gì mà nặng quá này các bạn. Cái này là cái gì nặng lắm các bạn ơi. Wow, nặng quá. Wow. Wow, các bạn ơi. Cái này là cái gì đây các bạn ơi. Hình như là siêu nhân các bạn ơi. Wow. Có xe container nữa các bạn. Nè, đầu xe container nè. Có rất là nhiều bạn luôn nè các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn luôn. Wow, bây giờ mình sẽ thử lấy những bạn này ra mình xem coi đây là cái những bạn gì nha các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Đây, đây nè. Thử này nè các bạn. Đây, mở đây nè nha. Đây nè. Wow, các bạn ơi. Nè. Bạn robot các bạn ơi. Bạn robot này có thể biến hình được các bạn. Biến hình lại thành một đầu xe container. Đúng rồi. Bạn robot này có thể biến hình thành một đầu container. Bây giờ để mình coi mình lắp ráp lại làm sao đây các bạn. Cái này lắp làm sao đây các bạn ơi. Khó lắm nha các bạn, không phải dễ đâu nha. Rồi để mình coi coi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô này các bạn ơi. Đây, lắp vô này các bạn. Đè vô luôn các bạn ơi. Rồi, lắp cái này lên. Rồi, lắp cái này vô các bạn. Đây nha, chờ mình tí nha các bạn. Không phải dễ lắp đâu nha. Rồi. Đâu. Rồi gắn vô luôn nha. Rồi, đè vô luôn. Rồi, gắn vô chỗ này các bạn ơi. Đây. Rồi. Ok. Mình đã lắp được cái chỗ này các bạn ơi. Rồi, đẩy chỗ này vô luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái xe vô luôn nè các bạn. Đây, lắp cái bánh xe vô luôn các bạn ơi. Đây, dưới đây chúng ta có thêm 4 bánh xe phía sau nữa các bạn. Đó. Rồi, ok các bạn ơi, chiếc xe của chúng ta rất đẹp luôn nè. Xe đẹp không các bạn? Wow, nhìn ngầu quá các bạn ơi. Một bạn robot biến hình thành một đầu container nha. Đầu container rất đẹp luôn nè các bạn ơi. Rồi mình sẽ để đầu container ở đây nha các bạn. Vậy đây là một bộ đồ chơi robot lắp ráp lại thành một đầu container không các bạn. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để bộ đồ chơi này qua bên nha. Mình sẽ sửa chữa chiếc xe này trước, sau đó mình sẽ cùng nhau chơi nha các bạn. Rồi chiếc xe này chúng ta sẽ lắp ráp cái bánh xe trước nha các bạn. Đây bánh xe của chúng ta đâu? Đây mình sẽ lấy 4 bánh xe các bạn ơi. Wow, 4 bánh xe này bự quá các bạn ơi. Rồi bây giờ sẽ lắp bánh ở phía sau vô trước các bạn. Đây bánh phía sau nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Tới bánh bên này nha. Rồi ok. Bây giờ tới bánh phía trước các bạn ơi. Đây. Rồi ok. Bây giờ tới cái bánh bên này các bạn. Đó các bạn ơi, như vậy là mình đã lắp ráp xong được 4 bánh xe nè các bạn. Wow, chiếc xe của chúng ta rất là bự luôn đó các bạn ơi. 4 bánh xe rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái cabin các bạn ơi. Đây, cái cabin này các bạn, cabin dơ quá các bạn ơi. Rồi, đó, mình sẽ lắp cái cabin vô cho các bạn. Đó, cái cabin nhìn như là robot luôn các bạn ơi. Đó, hôm nay chúng ta toàn là xe giống như xe robot không à. Bây giờ mình sẽ lắp cái gì vô nữa các bạn? Bây giờ mình sẽ lắp cái này nè các bạn ơi. Đây, cái này nha. Đó, cái này đúng không các bạn? Đây, mình lắp vô nha. Ồ, đúng rồi các bạn ơi. Rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ những cái này nè các bạn, mình sẽ lắp ráp lại thành một cái cần cổng cát nha các bạn. Có 4 cái này nè, mình sẽ lắp ráp lại thành một cái cần cổng hút cát nha. Wow, các bạn ơi, mình đã lắp ráp xong được cái cần cổng hút cát rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp vô chiếc xe như vậy. Wow, như vậy là chúng ta đã lắp ráp được một chiếc xe cẩu hút cát siêu to, siêu bự, siêu đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này đi qua đây làm việc cùng với lại chiếc xe ben siêu to, siêu bự luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ sẽ dùng xe cẩu hút cát lên xe ben nào. Wow. In. Đó, wow. Xe cẩu bút cát rất bự luôn các bạn ơi. Chiếc xe làm việc rất là tốt luôn không các bạn. Xe chúng ta rất đẹp luôn các bạn ơi, rất là bự luôn. Hai chiếc xe siêu to siêu bự làm việc cùng với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho xe ben đi đổ đất nha. Rồi, ben đất xuống. Wow, xe ben của chúng ta rất là hay luôn không các bạn. Rồi, các bạn ơi, hôm nay nhờ sự giúp sức của xe cẩu múc cát siêu to siêu bự, chúng ta đã tìm được một chiếc xe cẩu múc cát cũng rất là to luôn. Rồi, video của mình đến đây sẽ được tạm dừng. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.